Xin kính chào và cảm ơn các bạn đã và đang theo dõi video. Ở video này tôi xin chia sẻ cùng các bạn cách để truy xuất kiểm tra trạng thái giao dịch trên cái ví Alert. Quý vị ai chưa có tài khoản ví Alert thì quý vị có thể đăng ký theo cái mã giới thiệu ở bên cạnh màn hình hoặc đăng ký theo cái mã hoặc đường link bên dưới video này. Ví dụ ở đây tôi sẽ kiểm tra cái trạng thái giao dịch của cái token USDT. Tôi sẽ chọn vào USDT. Thì ở đây tôi sẽ tìm một cái giao dịch on-chain. Đây là một cái giao dịch nhận. Tôi sẽ chọn vào cái lịch sử giao dịch của cái này. Đây là cái ngày 25 tháng 9 năm 2022 vào lúc 9 giờ sáng giờ Việt Nam. Rồi để truy xuất cái trạng thái giao dịch này, tôi sẽ chọn vào cái biểu tượng Ethereum phía bên trên góc tay phải màn hình. Hoặc quý vị cũng có thể sao chép cái mã TXH. Rồi tôi sẽ chọn vào biểu tượng phía bên trên. Đây là cái mã TXH, quý vị cũng có thể truy xuất theo cái mã này. Quý vị sẽ thấy một cái trạng thái giao dịch success là đã thành công. Còn đây là cái block. Tiếp theo là cái thời gian giao dịch 1 giờ 53 phút. Cách đây 1 giờ 53 phút tại cái thời điểm tôi chia sẻ cái video này. Và đây là 25 tháng 9 năm 2022. Giờ là vào lúc 1 giờ 58 phút 17 giây theo cái giờ UTC là cái giờ quốc tế. Cái phí giao dịch ở đây là 0.00036127 BNB, tương đương với lại 0.1 USD. Còn đây là cái phần cái địa chỉ gửi được gửi từ sàn Binance về cái ví Alert. Đây Binance Hot Wallet này. Đó, được gửi từ một cái địa chỉ ví trên sàn Binance về cái ví Alert. Ok, bây giờ tôi sẽ trở lại cái ví Alert. Tôi sẽ kiểm tra tiếp một cái trạng thái giao dịch nữa. Đây cũng là một cái giao dịch on-chain nhưng mà nó trên cái mạng lưới TRC20. Cái trạng thái giao dịch lúc trước là cái trên cái mạng lưới BEP20. Bây giờ tôi sẽ chọn một cái giao dịch on chain mà trên cái mạng lưới TRC20. Tôi cũng chọn vào cái biểu tượng Ethereum phía bên trên góc tay phải màn hình. Cái dòng này H, đây là cái mã để tra cứu một cái trạng thái success, tức là giao dịch thành công. Confirm, tức là mạng lưới blockchain đã xác nhận. Đây là cái thời gian. Thời gian là 18 giờ ngày 19 tháng 9 năm 2022. Cách cái thời điểm này là 5 ngày 16 giờ theo giờ UTC, giờ quốc tế nha. Và đây là cái địa chỉ được gửi. Và bên dưới to là cái địa chỉ được nhận. Số lượng token đây là 85 USDT. Thank you.
Ok, và đến đây thì tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Nếu thấy video hay và hữu ích, quý vị hãy đăng ký, chia sẻ, theo dõi kênh. Nếu chưa có tài khoản ví Alert thì quý vị hãy đăng ký theo mã giới thiệu để nhận được khuyến mại.